TrieuGold xin phép được giới thiệu với cả nhà một cặp ruby, ruby sao màu rất là đỏ và sao cực kỳ led. Đôi này có thể nói là đẳng cấp quốc tế luôn. Màu rất đỏ, chất rất là láng mịn, sao nét căng. Đây là viên to để làm nhẫn nam. Đây là viên nhỏ hơn, nhỏ hơn làm nhẫn nữ. Và mẫu là Triệu Gôn cũng thiết kế luôn mẫu đây rồi. Một cặp. Đây. Đây. Một đôi nhẫn cưới rất là lung linh. Chị con sẽ gấp ra lên nhé. Xe rất là lung linh cả nhà. Wow. Sao cực kỳ nét. Bên này bên vai là một hàng đá trắng, một hàng đá trắng. Đấy. Bên này sẽ làm nổi bật lên cặp nhẫn cưới này. Mọi người thích sản phẩm này thì alo Triệu Gôn nhé. Triệu Gôn sẽ đóng gói nó vào cái túi này. Đấy, rất là đẹp. Đôi sao này màu rất là đẹp. Màu đỏ đẹp. Sao cực kỳ nét. Mê luôn Triệu Gôn. Triệu Gôn mê luôn. Vì Triệu Gôn nó nhẫn đôi rồi nên là Gôn thôi không làm nữa chứ không chị Gôn sẽ đeo luôn đôi này. Rất là đẹp, rất là mê luôn. Anh chị em nào thích thì alo chị Gôn nha. Mẫu chị Gôn đã thiết kế rồi. Thiết kế rồi, đá sẵn rồi, chỉ cần đúc lên nhẫn là ok. Sao siêu nét luôn. Ai dinh được cái đôi nhẫn cưới này về thì quả là tuyệt vời luôn. Giá của đôi đá này là 5 triệu nhé. Giá của đôi đá này là 5 triệu. Còn nhẫn thì mọi người thích nên vàng 10k, 14k, 18k thì mọi người sẽ quyết định. Nhẫn đã thành đây rồi. Cần đúc lên là xong. Đấy, để trong túi bóng vẫn nhìn thấy sao mọi người không? Đỉnh cao luôn, đẳng cấp quốc tế luôn. Triệu Gôn cũng cảm thấy là thích thú với cái cặp nhẫn cưới này. Nếu mọi người không nhanh tay là Triệu Gôn cũng làm Triệu Gôn đeo đó.